Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 8 bài 5 trang 118 đến trang 119. Thực hành đọc hiểu, chiếu dời đô, thiên đô chiếu, lý công ổn. Số 1 nhỏ chuẩn bị, đọc trước văn bản chiếu dời đô, tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Lý Công Uẩn giúp cho việc đọc hiểu văn bản này. Đọc đoạn văn sau để hiểu bối cảnh ra đời của bài chiếu. Năm Canh Tuất, niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất 1010, Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ viết bài chiếu này bày tỏ ý định dời đô từ Hoa Lư, nay thuộc tỉnh Ninh Bình, ra thành Đại La, tức Hà Nội ngày nay. Việc dời đô và lựa chọn kinh đô mới, đổi tên Đại La thành Thăng Long, cho thấy tầm nhìn chiến lược, tư tưởng chính trị sáng suốt của nhà vua. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc và lịch sử của kinh đô Thăng Long, chứng tỏ bản lĩnh và sự lớn mạnh trưởng thành của dân tộc trên bước đường phát triển của mình. Các em quan sát, tượng đài Lý Công Uẩn đặt tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàng Kiếm, thành phố Hà Nội. Như vậy, ở đây chúng ta đọc trước văn bản chiếu dời đô, rồi tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Lý Công Uẩn, rồi bối cảnh ra đời của bài chiếu. Thì bối cảnh ra đời bài chiếu năm Canh Tuất, niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất 1010, Lý Công Uẩn viết bài chiếu này tỏ cái dự tính dời đô từ Hoa Lư, Ninh Bình ra thành Đại La, Hà Nội thời nay. Tác giả Lý Công Uẩn, năm 1974-1028, tức Lý Thái Tổ, người Châu cổ Pháp, Lộ Bắc Giang, nay là huyện Từ Sơn, Bắc Ninh, là người mưu trí, nhân ái, có chí lớn và lập được nhiều chiến công. Dưới thời Tiền Lê, ông làm đến chức tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Khi Lê Ngọa Triều mất thì ông được triều thần tôn lên làm vua, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Tiếp theo hai nhỏ đọc hiểu. Xưa nhà Thương đến bàn canh 5 lần dời đô. Nhà Chu đến đời thành vương cũng 3 lần dời đô. Phải đâu các vua thời tam đại theo ý riêng mình mà tự tiện chuyển dời. Chỉ vì muốn đóng đô ở nơi trung tâm mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu. Trên vân mệnh trời, dưới theo ý dân. Nếu thấy thuận tiện thì thay đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục phồn thịnh. Thế mà hai nhà Đinh Lê lại theo ý riêng mình, khinh thường mệnh trời, không noi theo dấu cũ. Thương Chu cứ đóng yên đô thành ở nơi đây, khiến cho triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ phải hao tốn, muôn vật không được thích nghi, trẫm rất đau xót về việc đó, không thể không dời đô. Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ thời Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất được cái thế rồng của hộ cuộn ngồi. Thế rồng cuộn hộ ngồi đã đúng ngồi, nam bắc đông tây lại tiện hướng nhìn sông giữa núi. Để thế rộng mà bằng đất đai cao mà thoáng, dân cư khỏi phải chịu khốn khổ ngập lụt, muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp nước Việt ta chỉ nơi này là thắng địa, thật là nơi tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là chốn kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở, các khanh nghĩ thế nào? Theo thơ văn Lý Trần tập 1 nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội 1997, có tham khảo một số bản dịch khác. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản. Về nội dung văn bản, phản ánh cái khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập thống nhất, đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh. Bài chiếu có sức thuyết phục mạnh mẽ vì nói được ý nguyện của nhân dân, có sự kết hợp hài hòa giữa lý và tình. Tiếp theo câu hỏi giữa văn bản,
Một tác giả nêu lên việc dời đô của các triều đại xưa nhằm mục đích gì? Thì mục đích ở đây là mưu toan, việc lớn xây dựng vương triều hoặc thịnh vượng. Hai, thành Đại La có lợi thế như thế nào? Là nơi cao vương từng định đô, về địa lý, trung tâm của đất trời mở ra bốn phương, về phong thủy, thế rồng cuộn hổ ngồi. Về sự giàu có thì muôn vật phong phú tốt tươi, về chính trị, nơi tụ hội trọng yếu của đất nước. Câu 3, câu hỏi kết thúc văn bản thể hiện điều gì? Thì câu hỏi kết thúc văn bản vừa là ban bố một quyết định vừa là lời phủ dụ yên dân. Tiếp theo trả lời câu hỏi cuối bài. 1. Bài chiếu dời đô viết về sự kiện gì? Tại sao vua Lý Công Uẩn lại phải dùng thể chiếu? Như vậy, bài chiếu dời đô viết về sự kiện vua Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La năm Canh Tuất, niên hiệu Thuận Thiên thứ nhất, 1010. Vua Lý Công Uẩn lại phải dùng thể chiếu, bởi vì chiếu là một thể loại chỉ có các bậc vua chúa mới được sử dụng trong những cái sự kiện lịch sử đặc biệt. Việc dời đô là một cái sự kiện trọng đại của đất nước và dân tộc nên nhà vua dùng chiếu để truyền đạt mệnh lệnh của mình là đúng đắn phù hợp. Câu 2, dựa vào nội dung phần 1 và phần 2 của bài chiếu, hãy trình bày lý do cần dời đô. Thì việc dời đô là cần thiết, các vị vua đời trước đã nhiều lần dời đô. Việc dời đô xuất phát từ lợi ích chung của dân tộc chứ không phải từ ý định chủ quan của nhà vua. Lý Công Uẩn muốn đóng đô ở nơi trung tâm đất nước, mưu toan nghiệp lớn, tính kế muôn đời cho con cháu, trên vân mệnh trời dưới theo ý dân để cho vận nước lâu dài phong tục, phồn thịnh. Việc hai nhà Đinh Lê không chịu dời đô đã khiến cho triều đại không được lâu bền, số vận ngắn ngủi, trăm họ hao tổn, mưu vật không được thích nghi. Như vậy, dời đô là thuận theo ý trời và lòng dân. Câu 3, trong phần 3 của bài chiếu, để thuyết phục triều đình về việc chọn kinh đô mới, Lý Công Uẩn đã nêu lên những lý lẽ và bằng chứng như thế nào? Lý lẽ là nơi trung tâm của đất nước rộng rãi, dễ tiện lợi cho sự phát triển lớn mạnh. Bằng chứng dựa vào những cái sự kiện lịch sử có thật, hợp tình hợp lý, đúng theo cái nguyện vọng của nhân dân và sự phát triển của đất nước. Tiếp theo câu 4, văn bản chiếu dời đô thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa lý trí và tình cảm như thế nào? Thì quan hệ giữa lý trí và tình cảm ở đây đó là quan hệ gắn bó tương hỗ, biểu hiện là vua của một nước có đủ mọi quyền hành nhưng vẫn bàn luận với quần thần và quyết định quan trọng về cái quyết định quan trọng của mình với thái độ là dân chủ, tôn trọng người khác trên cơ sở vì quyền lợi chung của dân tộc. Tác giả viết bài chiếu với thái độ nhã nhặn, tình cảm, cùng quần thần thảo luận để đi đến quyết định hợp tình hợp lý. Phân tích mọi lẽ thiệt hơn về việc dời đô thể hiện cái quan điểm dứt khoát của mình. Trẫm rất đau xót về việc đó không thể không dời được. Sau khi phân tích thấy rõ lợi ích của việc dời đô về Đại La thì nhà vua đã hỏi ý kiến mọi người với cái thái độ tin tưởng và sự sáng suốt của họ.
Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi của đất ấy để định chỗ ở các khanh nghĩ thế nào. Thái độ cầu thị dân chủ của bậc quân quân đã thuyết phục được mọi người cả về lý và tình. Mọi suy nghĩ và hành động của Lý Công Quận là vì đất nước, cuộc sống của muôn dân nên được đa số quần thần và người dân ủng hộ. Tiếp theo câu 5 hãy viết đoạn văn khoảng 8 đến 10 dòng, nêu ý nghĩa lịch sử của việc Lý Công Uẩn dời đô. Thì việc dời đô của Lý Công Uẩn hay là Lý Thái Tổ là một cái việc làm mang ý nghĩa lớn cũng như có tác động tích cực tới đất nước ta. Kinh đô Hoa Lư khi đó không còn đủ cái khả năng để phát triển đất nước. Nơi đây địa thế không tốt khiến các triều đại ngắn ngủi, cuộc sống nhân dân chưa được ấm no hạnh phúc. Vậy nên việc chọn kinh đô mới là điều vô cùng cần thiết, ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia. Từ lý do đó thì Lý Công Uẩn đã đưa ra một loạt những cái lý lẽ thấu tình đạt lý để thuyết phục triều đình và chiếu cáo cho nhân dân biết về việc dời đô đến Đại La, nơi vừa tốt về mặt tâm linh vừa tốt về mặt thực tế khoa học. Nơi đây thiên thời, địa lợi nhân hòa, đất bằng phẳng lại cao, muôn vật tươi tốt, nhân dân không phải chịu cảnh ngập lụt và có thể phát triển đất nước hơn. Và đúng như lời Lý Công Uẩn, thành Đại La hay là Hà Nội bây giờ quả là thánh địa, giúp nước ta phát triển về cả chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội. Vậy nên việc dời đô có ý nghĩa vô cùng lớn tới vận mệnh đất nước ta. Như vậy đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 8. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt.